Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 10 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em tới 6 bài clip ở phần lý thuyết của cái bài số 2 này. Tại vì trong bài số 2 thì cái nội dung rất là nhiều, đúng không nào? Chúng ta đã biết cách xác định được cái vector pháp tuyến này, vector trị phương của đường thẳng delta hoặc đường thẳng d nào đó. Từ đó chúng ta sẽ viết được phương trình tham số và phương trình gì em? Phương trình tổng quát, đúng không nào? Và chúng ta đã biết cách xác định được các cái vị trí tương đối giữa hai đường thẳng, đó chính là gì em? Nếu như hai vectơ pháp tuyến n1 n2 mà cùng phương á, thì nó có xảy ra hai khả năng, đó chính là song song hoặc là trùng nhau. Và nếu như mà nó không cùng phương thì nó có thể xảy ra, đó chính là gì? Cắt nhau. Thì trong cắt nhau này nó có thể xảy ra nó là vuông góc. Vuông góc thì nó cũng là cắt nhau thôi, nhưng mà nó sẽ cái góc của nó tạo thành là một góc vuông là bằng 90 độ. Đó nào. Và chúng ta đã biết cách xác định được góc giữa hai đường thẳng cốt của delta 1 và delta 2 sẽ bằng cái tích vô hướng của hai vectơ pháp tuyến chia cho gì? Chia độ dài của hai vectơ pháp tuyến, đúng không nào? Và cái khoảng cách từ một điểm tới đường thẳng thì chúng ta có thế tọa độ vô, và chúng ta chia cho căn bậc 2 của cái độ dài vectơ pháp tuyến, được chưa? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái phần bài tập. Ở trong phần bài tập ở trong này có 10 bài em, và số lượng câu là rất là nhiều. Câu rất nhiều, 10 câu, 10 bài, nhưng mà trong một bài có rất là nhiều câu ha. Nên là nói chung là cũng đi, cái em muốn thầy đi nhanh thì thầy cũng sẽ đi nhanh được, nhưng mà quan trọng là chúng ta phải hiểu và cảm nhận được khi chúng ta có những cái phần bài tập này thì chúng ta phải làm như thế nào. Lập phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng D trong mỗi trường hợp sau. Thì nghe thầy nói một xíu này, để lập phương trình tham số ấy, thì chúng ta cần phải có cái điểm M có tọa độ x0, y0 và vectơ trị phương. Đây là vectơ trị phương đúng không? U1 với lại là U2. Đây là vectơ trị phương nha, vectơ trị phương. Thầy ghi này. Thầy đang nhắc lại phần lý thuyết một xíu. Khi đó cái phương trình tham số của nó là x sẽ bằng x0 cộng cho t U1. Đúng không? T đây chính là tham số. U1 đây chính là vectơ trị phương. Y sẽ bằng là y0 cộng t U2. Nhớ không thầy như vậy. Còn phương trình tổng quát thường ta cũng sẽ đi qua một điểm M có tọa độ x0, y0 và cái vectơ pháp tuyến nha em nha, là N1, N2. Đây chính là vectơ pháp tuyến. Như vậy khi đó chúng ta có này, ở đây thì chúng ta trong cái công thức người ta ký hiệu là AB đi, đừng lấy N1, N2. Cái này cũng được thôi em nha. Như vậy thì chúng ta có A nhân cho x trừ x0 cộng cho B nhân cho y trừ y0 và cái này bằng 0. Như vậy thì để xác định được cái phương trình tham số thì chỉ cần xác định được một điểm và vectơ trị phương. Để viết phương trình tổng quát thì xác định được tọa độ một điểm và vectơ pháp tuyến. Ngoài ra nếu như mà cái phương trình nó đi qua hai điểm, ví dụ điểm A và điểm B, chúng ta cũng đã có cái phương pháp rồi. Một là chúng ta sẽ tính vectơ trị phương. Đây là vectơ trị phương này. Sau đó chúng ta suy ra vectơ pháp tuyến. Rồi, ví dụ như vectơ trị phương chúng ta ở đây là ví dụ U này là U1, U2 đi, thì từ đây chúng ta suy ra vectơ pháp tuyến dựa vào cái này thì cái U2 này rơi vào vị trí này này và cái U1 rơi vào vị trí này. Gọi là tung độ thì xuống hoàn độ và hoàn độ xuống tung độ và thêm nhau trừ ở đây. Nhớ không thể như vậy. Từ pháp tuyến suy ra trị phương và từ trị phương suy ra pháp tuyến và từ pháp tuyến suy ra trị phương thì cũng như vậy nha. Thầy đang nhắc lại một số kiến thức để chúng ta nhớ. Khi mà chúng ta nhớ rồi á thì chúng ta làm rất là nhanh nha. Thầy cũng sẽ làm theo cái kiểu đó, chính là thầy sẽ không ghi các câu chữ mà thầy sẽ đưa ra cái bài để cho các em sau. Còn thầy sẽ làm cho các em nhanh ở phần này. D đi qua điểm A có vectơ trị phương rồi. Nếu như vậy thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ viết được cái phương trình tham số trước. Phương trình tham số này. Như vậy x0 ta đây là âm 1, đúng không? Cộng ở đây là gì các em? TU1, nghĩa là 2 nhân T, nghĩa là bằng 2T. Y sẽ bằng ở đây là 5. Y0 này cộng 1 nhân T thì bằng T. Xong. Quá dễ, cái này dễ thì làm nhanh à. Từ vectơ chị phương 2 1, bây giờ thầy suy ra vectơ pháp tuyến, đúng không nào? Như vậy
tung của anh này thì trở thành hoàn của anh kia. Đây, một là tung trở thành hoàn này, hoàn trở thành tung nhưng mà thêm nhau trừ đó. Như vậy nó đi ra điểm A thì phương trình nó là một này nhân này x trừ với trừ một. Đây, x trừ với trừ một, trừ trừ một thì thành cộng một, trừ hai nhân y trừ năm bằng không, ta nhân vô x cộng một trừ hai y cộng cho 10 bằng không. Như vậy x trừ 2 y cộng cho 11 bằng 0. Đây chính là cái phương trình à, đúng không? Còn đây là tham số này. Rồi câu A xong, chốt lại như vậy. Xong rồi đó, hiểu chưa? Câu A đó. Câu B nha. Ở đây mà làm rờ ra thì biết nào cho xong em. Rồi bây giờ câu B thì người ta lại cho ngược lại, cho một điểm ở vectơ pháp tuyến thì chúng ta sẽ viết phương trình tổng quát trước. Vâng, vectơ pháp tuyến là 3 nhân x trừ 4, đúng không? 3 này là A đấy, vectơ pháp tuyến đấy, tọa độ vectơ pháp tuyến x trừ x0, x0 này à, trừ 2 nhân y, ở đây trừ 2, đáng lẽ thầy ghi trừ với trừ, trừ với trừ 2 á, thì trở thành ngay đây là xử lý luôn, lên lớp 10 rồi chứ không phải mấy bạn lớp 6, lớp 7 nữa ha. Trở thành là 3x trừ 12 trừ 2y trừ 4 bằng 0. Như vậy ra được 3x trừ 2y trừ 16 bằng 0. Xong. Đây chính là cái phương trình tổng quát. Được không? Phương trình tổng quát. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tìm phương trình tham số. Bây giờ pháp tuyến này. Pháp tuyến thì chúng ta suy ra chỉ phương, suy ra u. Hoàn thì bằng gì? Tung thì bằng hoàn, hoàn bằng tung thêm nhau trừ. Ngay chỗ đây thì chúng ta cũng có quyền âm 2, âm 3, chúng ta để như này cũng được. Hoặc là chúng ta ra là 2, 3, được chưa? Tại vì ở đây chúng ta nhân với âm 1. Âm 1 ở đây thì cái tọa độ này trở thành là 2 với 3. Như vậy thì chúng ta sẽ có là x bằng 4 này, x0 là 4 này, cộng 2t âm 2 cộng 3t. Xong, quá đơn giản dễ hiểu, chả cái gì khó cả. Xong rồi đấy. Câu B ok chưa? Tham số nè. Câu C. C bây giờ nó hơi khác nên ta phải biết cách xử lý nha. Ở đây câu C thì đi qua điểm này, có điểm này và có hệ số góc K. Cái hệ số góc K bằng âm 2. Như vậy thì trong cái đường thẳng á, cái đường thẳng của chúng ta y sẽ bằng là gì em? Ax cộng b thì hệ số góc của chúng ta tương ứng là bằng bao nhiêu này? Các em, tương ứng của chúng ta đây là hệ số góc, đây chính là a này. Đây chính là hệ số góc. À, hệ số góc của chúng ta đây này. Như vậy chứng tỏ suy ra ở đây là a sẽ bằng k và bằng âm 2 này. Hiểu không? Đấy. Như vậy a sẽ bằng k bằng âm 2, nghĩa bây giờ chúng ta thế vô trở thành là y sẽ bằng là âm 2 x cộng b. Bây giờ chúng ta muốn tìm b là chúng ta thế cái điểm này vô này, hiểu chưa nào? Đấy, như vậy thì đây chính là đường thẳng d, mà b này á thì nó thuộc d nên từ đây chúng ta thế tọa độ vô. Ta thế tọa độ vô thì x bằng 1 y bằng 1, đây là y này là 1 này, âm 2 x bằng 1 cộng b này. Như vậy ra 1 bằng âm 2 nhân 1 là bằng âm 2 cộng b. Như vậy từ đây chúng ta suy ra b, chuyển cái số 2 này vào bên đây đổi dấu trở thành 1 cộng 2 là bằng 3. Đúng không? B bằng 3 chúng ta thế vô chỗ đây nữa là ra được cái đường thẳng d rồi nãy. Hiểu không? Như vậy thì từ đây chúng ta suy ra là y sẽ bằng âm 2 x cộng cho 3. Từ đây chúng ta suy ra đây chúng ta chuyển hết cả này vào bên đây đổi dấu trở thành là 2 x cộng y, chuyển qua trở thành trừ 3 bằng 0. Đây chính là đường thẳng d. Phương trình tổng quát chúng ta cần tìm này. Đó, một cái. Nhớ cái hệ số góc nha. Hệ số góc thì đó chính là A này. Làm nhiều dạng thì chúng ta mới biết được. Chứ không phải lúc nào cứ người ta cho sẵn một điểm hoặc là vectơ pháp tuyến, vectơ phải chỉ phương thì ai làm chả được. Đúng không? Bây giờ ở đây chúng ta sẽ, để viết phương trình tham số thì chúng ta phải biết vectơ chỉ phương. Mà khi chúng ta viết như này thì đây chính là vectơ gì? Vectơ pháp tuyến đây có là tọa độ là 2, 1 này. Ngay chỗ đây không ghi nghĩa là 2, 1 nghĩa là N chúng ta là ở đây bằng 2, 1. Từ đây chúng ta suy ra vectơ chỉ phương à, như vậy thì tung anh này là 1 và hoàn âm 2.
Như vậy chúng ta nó cũng sẽ đi qua cái điểm B, chúng ta sẽ có tọa độ đây là 1 1, đúng không? Như vậy thì phương trình tham số chúng ta là x sẽ bằng là 1 cộng 1 nhân t là bằng t, y sẽ bằng 1 trừ 2t, xong. Đã chưa? Hiểu không? Em hiểu không? Nghĩa cái phương trình tổng quát mà khi mà người ta cho hệ số gốc thì em nhớ ngay cái phương trình này giùm thầy này. Hệ số gốc đó chính là tương ứng là a này, a thì sẽ bằng k là bằng âm 2, thế vô đây. Sau đó cái điểm B thuộc đường thẳng này mục đích thế B vô điểm chúng ta đi tìm B B nhỏ này. Đó, có B nhỏ thế ngược lại thì ra phương trình tổng quát. Có phương trình tổng quát ta suy ra vectơ pháp tuyến, có vectơ pháp tuyến suy ra vectơ chỉ phương. Có chỉ phương và có điểm thì viết phương trình tham số là xong câu C. Ok, rồi. Ta sẽ đi sang ở cái câu câu D. Đi qua hai điểm thì dễ rồi. Đi qua hai điểm thì chúng ta sẽ biết được vectơ chỉ phương. Chỉ phương trước. Nhưng mà bây giờ thầy sẽ tìm tọa độ vectơ QR. Đây chính là vectơ chỉ phương này. Vectơ chỉ phương. Nha, vectơ chỉ phương thì chúng ta lấy R trừ cho Q. 0 trừ 3 là bằng âm 3 này. 2 trừ 0 thì bằng 2 này. Bây giờ thầy chọn đi qua điểm Q đi. 3 không, thầy đi chọn đi qua điểm Q. Như vậy có vectơ chỉ phương và có điểm thì thầy sẽ viết phương trình tham số trước. Như vậy x x0 ta là 3 trừ 3t, y bằng chỗ đây là 0, đúng không? 0 thì khỏi viết, 2t xong. Được chưa nào? Chúng ta có thể chọn điểm điểm R cũng được, vẫn đúng em nha. Nghĩa là QR đây xong rồi. Thì ở đây chúng ta, một số bạn không thích chọn điểm Q thì các bạn có thể đi qua điểm R và có vectơ chỉ phương là QR vẫn đúng nha em nha, chứ không phải sai đâu. Đó. Bây giờ từ cái này, đây là vectơ chỉ phương đúng không? Thầy suy ra vectơ pháp tuyến ở đây. Như vậy thì tung thì hoàn ở đây bằng hoàn. Hoàn này trừ trừ thành cộng là 3. Và chúng ta cũng sẽ chọn Q ở đây là 3 không. Đây, thầy chia ra như này để thầy viết luôn. Như vậy đây là 2 nhân cho x trừ 3 cộng 3, 3 đây này, nhân cho y trừ 0 đúng không, bằng 0, đúng chưa? Như vậy đây ra 2x trừ 6 cộng 3y bằng 0. Như vậy đây ra 2x cộng 3y trừ 6 bằng 0. Đây chính là tổng quát này, đây chính là tham số này. Được chưa nào? Nói mà đi qua hai điểm thì nó dễ, và thậm chí nó đã có công thức rồi khi viết phương trình đường thẳng tổng quát. Các em nhớ hai điểm AB ấy, x trừ xa thì ở dưới này, các em nhớ công thức nè, x trừ xa ở dưới này, xb trừ xa này, ở đây là y trừ ia, trên dưới đây là ib trừ ia này, các em còn nhớ không? Các em thích thì viết theo công thức này cũng được, vì có nhiều cách lắm em, quan trọng khi chúng ta hiểu thì chúng ta phải vận dụng cách linh hoạt nha. Rồi chúng ta sẽ xem cái bài giải chi tiết của thầy. Ok, thầy thì đã giải rồi, nhưng mà thầy muốn chi, các em muốn chi tiết để mà có chữ á, để mà viết thì đã có sẵn đây. Em bấm dừng lại thì bấm dừng nha. Câu B anh em. Đây, câu C này, gọi phương trình tổng quát này. Hệ số gốc k bằng 2, nghĩa là a sẽ bằng k này, em hiểu không? Trong đây thì có câu chữ thì nó cũng sẽ dễ hiểu hơn. Trong quá trình làm thầy đã nói rồi, thầy nói thay vì viết thì chúng ta cũng đã hiểu rồi, chứ không phải là chưa hiểu. Câu D em, QR. Câu D là cái. Thầy thì làm nó không phải bài bản em, chứ toán mà các em dạy mà các em không hiểu thì rất là khó. Để mà các bạn nam mà muốn các bạn nữ khoái thì phải học thật giỏi nhé. Hồi thầy cũng thế em, không cần phải đẹp trai, quan trọng học phải giỏi. Và bao nhiêu sen ha, và bao nhiêu sen ha. Ok, rồi tiếp tục. Chúng ta sẽ đi sang ở bài số 2.
Rồi chúng ta đã hiểu ở bài số 1 chưa nào? Ok chưa? Đó, cứ viết phương trình tham số thì phải có vector chỉ phương, điểm, phương trình tổng quát thì phải có vector phép tuyến và điểm, thường là như vậy. Thì chưa nào? Còn trong quá trình làm thì tùy theo cái đề bài để chúng ta xử lý một cách phù hợp và đưa ra cái phương pháp giải cho phù hợp ha. Trong clip hôm nay thì thầy tiếp tục quay cho em bài số 2 nữa nha. Tại vì nó nhiều câu lắm em. Không thể chạy nhanh được. Cho tam giác ABC biết ABC có tọa độ rồi đúng không? Câu A là phương trình tổng quát của đường thẳng BC. BC thì bây giờ chúng ta sẽ để ở đây có tọa độ này, chúng ta sẽ tính giùm thầy vector vector chỉ phương BC trước. Sau đó chúng ta suy ra vector phép tuyến, đúng không? BC thì chúng ta lấy C trừ B, lấy hoàn trừ hoàn, tung trừ tung, lấy 5 trừ 1 là bằng 4 này. 4 trừ 2 là bằng 2. Từ đây chúng ta suy ra vector phép tuyến của BC. Thì ở đây tung. Đấy, tung thì về hoàn mà hoàn thì về tung thêm dấu trừ. Đúng chưa? Ừ. Và ở đây chúng ta chọn điểm B là 1 2. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có vector phép tuyến là có điểm rồi, thì chúng ta viết 2 2 này, vector phép tuyến này x trừ mấy, x trừ không là x trừ 1, trừ 4, trừ 4 nhân cho y trừ trừ 2 bằng 0. Như vậy đây 2x trừ 2 trừ 4 y trừ trừ cộng 8 bằng 0. Như vậy ra được 2x trừ 4 y ở đây là cộng 6 bằng 0. Chúng ta chia cho 2 là ra x trừ 2 y cộng 3 bằng 0. Đây. Đây chính là cái phương trình tổng quát của đường thẳng BC. Ok. Hiểu chưa? Rồi. Nhìn ở đây. Lập phương trình tham số của trung tuyến AM. Nghe thầy nói này. Ví dụ tam giác ABC này, nhìn nè, thầy vẽ cái tam giác này. Trung tuyến AM nghĩa là M này sẽ là trung điểm. Trung tuyến nghĩa là M này sẽ trung điểm của BC. Đúng không? Chứng tỏ bây giờ chúng ta phải đi tìm M. Mà muốn xác định được M là trung điểm của BC thì chúng ta lấy tọa độ của B và C cộng lại chia 2 để ra hoàn độ và tung độ. Khi đó chúng ta có tọa độ điểm A và điểm M thì chúng ta sẽ viết được cái phương trình tham số của trung tuyến AM. Như vậy thì câu B này, bước đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm XM bằng IM bằng, đúng không? Thì bằng có phải là XB cộng XC 1 cộng 5 chia 2 là bằng 6 chia 2 bằng 3 này. 2 cộng 4 đúng không? 2 cộng 4 chia 2 là bằng 3 này. Như vậy chứng tỏ M chúng ta có tọa độ là 3 3 này. Cái điểm A chúng ta sẽ có luôn cái tọa độ là 2 5. Thì bây giờ lập phương trình tham số thì bây giờ chúng ta sẽ viết cái vector chỉ phương AM. Thì chúng ta lấy M trừ A. 3 trừ 2 là bằng 1. 3 trừ 5 là bằng âm 2. Thầy chọn đi qua điểm A có tọa độ là 2 5. Như vậy phương trình tham số chúng ta là x sẽ bằng x0 là 2, 1 nhân t là bằng t, y sẽ bằng là y0 là âm 5 trừ 2t. Vậy đó. Em hiểu không? Được chưa? Ở đây, ở đây không có âm hả các em? Đây không có âm nha các em nha. Xin lỗi em. Rồi. Ok. Ở đây chúng ta có thể chọn M cũng được hay là chọn A cũng được nha. Một số bạn ví dụ có thể chọn M là ở đây là qua điểm M là 33 thì cái phương trình tham số của nó là x sẽ bằng là 3 cộng t này và y này sẽ là 3 trừ 2t nha. Một trong hai cái này đều đúng nha các em nha. Nha, chứ không phải một số bạn làm ra như này là bảo ô tao làm ra như này mà mày làm ra như này là mày sai, không phải đâu. Hiểu chưa? Nó có quyền đi qua điểm A hoặc là điểm M. Chúng ta có bạn là chọn điểm A, có chọn bạn chọn điểm M. Đó, toán là như vậy đó, phải hiểu như thế. Ok. Rồi, tiếp tục. Nhìn ở đây em, lập phương trình đường cao AH. Đây. Đường cao AH. Đường cao nghĩa là đường vuông góc. Nghĩa là ở đây AH này sẽ như nào? AH này sẽ vuông góc với BC. Đúng không? AH với BC. Đấy. Như vậy thì khi AH mà vuông góc với BC chứng tỏ sẽ nhận BC này sẽ là gì? Vector phép tuyến. Nghĩa cái đường đó nó phải đi qua điểm A có tọa độ ở đây rồi. Và đồng thời ở đây có phải là cái BC này phải là vector phép tuyến không?
chứng tỏ chúng ta đi tính vector BC ra nữa thì đó chính là vector pháp tuyến của AH. Như vậy đường thẳng AH nó sẽ đi qua điểm A có tọa độ ở đây là 25, và đồng thời nhận BC sẽ là gì? BC sẽ là vector pháp tuyến luôn, chúng ta không cần phải đi tìm tọa độ của điểm H làm gì. Em hiểu không? Chúng ta không cần biết cái tọa độ điểm H là gì luôn. Ở đây chúng ta thấy đó, vuông góc thì chứng tỏ BC này sẽ là vector pháp tuyến này. Như vậy thì rồi. Ở đây hết cái tờ giấy nha. Đây, còn đoạn chỗ đây thầy làm chỗ đây luôn. Nó dễ ha, tại vì thầy giảng em hiểu rồi. Như vậy chúng ta tính vector BC đây chính là vector pháp tuyến luôn này. Thầy lấy 5 trừ 1 bằng 4 này, 4 trừ cho 2 bằng 2, và đây đi qua điểm A là 25. Đúng không? Đây là phương trình đường cao thì nó ra được là gì? Vector pháp tuyến là 4 này, x trừ 2 này cộng 2 nhân cho y trừ 5 này bằng 0 này. Như này 4x trừ 8 này cộng 2y trừ 10 này bằng 0. Như vậy ra 4x cộng 2y trừ 18 bằng 0. Ta chia cho 2 là 2x cộng y trừ 9 bằng 0. Ở đây chia 2 vế. Đây. Cái phương trình của nó là như thế này. À hát anh em. Hiểu chưa? Đó, vậy thôi. Ta phải có sự lập luận em nhé, lập luận. Ở đây thì các em muốn ghi chi tiết thì đây này. Ở chỗ này do trong đây thầy làm hơi nhanh nhé. Nghĩa là ở đây chúng ta có thể tính xm bằng xb cộng xc chia 2 này. Im sẽ bằng ib cộng ic chia 2. Tại vì chúng ta được học về trung điểm và đường trọng tâm rồi. Nếu trọng tâm G thì chia 3. Lấy 3 cái tọa độ cộng lại chia 3. Ví dụ trong bài này người ta yêu cầu các em là tìm tọa độ trọng tâm G thì XG, YG thì chúng ta đã có công thức rồi, chứ không phải là chưa có. Tất cả đều là công thức, nhưng quan trọng ta áp dụng công thức đó một cách linh hoạt và phù hợp vào từng bài thì nó sẽ phát huy tác dụng. Và quan trọng á là những một số bài, ví dụ như ở câu C, ở đây mà các em không vẽ hình ra thì chúng ta sẽ không thấy được BC là vector pháp tuyến và chúng ta không thể nào giải được. Mà trong đầu chúng ta sẽ cứ xà quần là gì? Phải tìm tọa độ của điểm H. Đúng không? Khi chúng ta vẽ hình ra thì chúng ta sẽ thấy ngay BC sẽ là vector pháp tuyến luôn. Được chưa? Ok, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em bài số 3 trở đi. Bye bye. Ok.